Liên quan tới vụ việc nổ súng khiến hai người bị thương ở Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thành Dũng, 29 tuổi, ngụ ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Dũng sống chung với cô gái mới 23 tuổi là con của ông DPD, 52 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa nhưng chưa đăng ký kết hôn. Gần đây giữa anh ta và ông D có mâu thuẫn nên đã xảy ra cãi vã. Tối ngày 28 tháng 7, ông D cùng với thanh niên tên DTA, 26 tuổi và vài người khác ngồi nói chuyện thì Dũng đi xe máy đến. Dũng đứng bên ngoài, lấy súng bắn vào bên trong khiến cho ông D và anh A trúng đạn gục ngã ngay tại chỗ. Ông D bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu, còn anh A cũng bị thương ở vùng ngực nên đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ khẩu súng ngắn, một vỏ đạn, một hộp tiếp đạn.